Chị Nguyệt ơi, thì trên siêu âm này thì hiện tại này mình có thể nhìn thấy là đây thì những cái lòng mạch của cái tĩnh mạch nông của mình thì giãn khá là rộng đây này nhá. Bình thường thì rất là bé thôi. Thì đối với trường hợp này của chị thì gần như là cả hai vùng pheo này mình đi thì sẽ thấy cái sợi mạch nó giãn khá là rộng này. Chân này xuất hiện bao nhiêu năm rồi chị nhỉ? Chị cũng không để ý nữa, nhưng mà cách đây là khoảng trước dịch á, mà chắc nay 4-5 năm vậy. 4-5 năm rồi và đã điều trị một lần rồi đúng không? Có điều trị một lần. Triệu chứng chủ yếu là đau nhức mỏi tê bì. Đau nhức mỏi tê bì chị là lúc đầu là chị nghĩ là khớp, xong khám là thư giãn tĩnh mạch. Hiện tại này thì em đo đã có cái dòng trào ngược này, kết hợp thêm là cái kích thước tĩnh mạch, đường kính của nó thì nó cũng giãn rộng. Cái này là biểu hiện của suy giãn tĩnh mạch, rơi vào mức độ C3 của chị nhá. Thì đối với trường hợp này của chị thì hiện tại bên em đang sử dụng cái phác đồ đây là Vincare Therapy để điều trị cho chị. Thì nó sẽ tích hợp là vừa sử dụng cái laser LX để điều trị về cái mao mạch này cho chị này, vừa điều trị cả cái tĩnh mạch nông và những cái tĩnh mạch giãn này cho chị này. Để sau liệu trình những cái mao mạch này sẽ co hết cho chị 95-97%, và những cái tĩnh mạch nông này sẽ xẹp đi, nó không còn gồ ghề, nó xanh, nó gây mất thẩm mỹ này cho mình nữa nhá. Cái này của chị thì còn được bảo hành nữa. Trong quá trình điều trị thì mình sẽ bảo hành cho mình không bị tái phát. Tình trạng giãn tĩnh mạch các bạn như thế nào? Gửi hình ảnh cho bác sĩ nhé. Thẩm mỹ OEO 12 năm, chất lượng thật, giá trị thật.